kính chào quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với bản tin của kênh tin tức mới 365. Ngay sau đây, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn những thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa được cập nhật. Và quý vị đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để tiếp tục ủng hộ và theo dõi kênh tin tức mới 365. Phó Bí thư Thường trực Ninh Bình bị kỷ luật cảnh cáo được cho nghỉ hưu sớm. Nhiều người thà chịu phạt chứ nhất định không mua bảo hiểm xe máy. Bác sĩ bệnh viện công lương hèo quá nên phải làm thêm. Dân khổ sở mua xăng, Bộ Công Thương việc cây xăng đóng cửa không phổ biến. Phó Bí thư Thường trực Ninh Bình bị kỷ luật cảnh cáo được cho nghỉ hưu sớm. Thưa quý vị, gần 7 tháng sau khi bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật, ông Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình được Ban Bí thư Trung ương Đảng cho nghỉ hưu trước tuổi theo nguyện vọng. Chiều 10 tháng 10, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị thực hiện một số nội dung quan trọng, thông báo nhanh kết quả hội nghị Trung ương 6 và công bố các quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Tại hội nghị, ông Mai Văn Tuất là trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy Ninh Bình công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương về việc nghỉ hưu trước tuổi đối với ông Trần Hồng Quảng là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Ninh Bình. Quyết định có nêu rõ, căn cứ điều lệ Đảng, căn cứ quy chế làm việc của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa 13, căn cứ quy định về phân cấp quản lý cán bộ, xét đề nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình và Ban Tổ chức Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định ông Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Ninh Bình được nghỉ hưu trước tuổi kể từ ngày 1 tháng 10. Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình trao quyết định cho ông Trần Hồng Quảng, đồng thời ghi nhận những đóng góp trong quá trình công tác. Trên cương vị của mình, ông Quảng đã có nhiều đóng góp rất quan trọng, tích cực trong việc lãnh đạo chỉ đạo của Thường trực Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Phát biểu sau khi nhận quyết định nghỉ hưu, ông Trần Hồng Quảng trân trọng cảm ơn Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cán bộ đảng viên và nhân dân trong tỉnh đã quan tâm tạo điều kiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời mong muốn Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục phát huy đoàn kết để lãnh đạo tỉnh ngày càng phát triển. Trước đó vào hồi cuối tháng 3 năm 2022, ông Trần Hồng Quảng, sinh năm 1963, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Ninh Bình, bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ra quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, vi phạm các quy định của Đảng và pháp luật nhà nước trong quản lý đầu tư, xây dựng và công tác cán bộ. Nhiều người thà chịu phạt chứ nhất định không mua bảo hiểm xe máy. Thưa quý vị, mua bảo hiểm xe máy thì dễ, nhưng đòi bồi thường lại rất khó khi va chạm giao thông. Nhiều bạn đọc cho rằng, thay vì bắt buộc nên khuyến khích tham gia loại hình bảo hiểm này. Bình luận về bảo hiểm xe máy, bạn đọc Lý Kim Loan cho biết, khi mua bảo hiểm tiền rút từ ví ra nhanh như chảo chớp, nhưng lúc người mua gặp sự cố thì phải đi tới đi lui, nói khô cổ họng để trình bày, trao đổi vẫn chưa xong thủ tục. Còn với bạn đọc Cát Trắng thì cho rằng, số lượng người mua bảo hiểm cũng lớn mà họ chi ra để đền bù chắc cũng khá kiểm tốn. Sau va chạm giao thông mới biết rõ người dân thiệt thòi với những thủ tục đưa ra cũng đủ gây phiền hà khiến nhiều người bỏ cuộc. Cũng tìm hiểu kỹ về loại hình bảo hiểm này, bạn đọc Công Thanh có bày tỏ. Xe máy gây tai nạn cho bị nạn, khi xe máy có lỗi phải bồi thường thì bảo hiểm mới hỗ trợ chủ nhân chút ít để trả cho người bị nạn. Còn người khác gây tai nạn cho người đã mua bảo hiểm thì công ty bảo hiểm không có trách nhiệm. Khi biết mình có lỗi với bị nạn nên bỏ tiền túi chi trả cho nạn nhân. Lúc này có bảo hiểm hỗ trợ cũng chẳng được bao nhiêu thời gian và công sức để nhận được tiền đền bù thì chúng ta nên đi làm việc còn cho thu nhập tốt hơn. Bạn đọc Bùi Xuân Quang thì bức xúc. Để có bồi thường phải có nhiều giấy tờ xác nhận trong thời gian ngắn, hơn nữa có được nhận tiền bồi thường thì cũng không đáng là bao. Cũng bày tỏ quan điểm về vấn đề này, bạn đọc Trường Thành cho hay. Chúng tôi chủ yếu mua bảo hiểm để làm giấy thông hành khi gặp cảnh sát giao thông. Trong trường hợp xảy ra tai nạn đã bồi thường được từ bảo hiểm là một quá trình thu thập đầy đủ loại giấy tờ. Mặt khác khi xảy ra tai nạn, ai cũng lo cho sức khỏe của mình trước tiên. Bạn đọc Bùi Giang thì cho hay. Mua bán thì cần có hợp đồng đúng không? Vậy có ai từng thấy được cái hợp đồng mà mình mua bảo hiểm xe máy hay chưa? Tôi mua bảo hiểm cũng chỉ để cho đầy đủ giấy tờ khi cảnh sát giao thông yêu cầu. Vì lẽ đó, chỉ nên khuyến khích người dân mua, chứ không nên bắt buộc. Còn với bạn đọc Vũ Tú thì bày tỏ.
bảo hiểm nói chung và bảo hiểm trách nhiệm dân sự nói riêng, hay còn gọi là bảo hiểm bắt buộc mô tô xe gắn máy, đều là nguồn thu vô bờ bến. Tính số vụ tai nạn trên cả nước một năm rất nhiều, nhưng thử hỏi có bao nhiêu người nhận được tiền bồi thường? Có một bạn đọc có đưa ra quan điểm như sau. Tôi và nhiều người dân xung quanh mình đều rất bức xúc về việc bắt buộc mua loại hiểm bảo hiểm này. Tôi từng gặp một vài người nói rằng nhất quyết không mua bảo hiểm bắt buộc, nếu công an phạt thì chấp nhận nộp phạt. Họ nhất quyết không mua bởi họ không có một chút niềm tin nào vào việc bồi thường và chi trả bảo hiểm chính đáng, đòi quyền lợi khó hơn lên trời. Bác sĩ bệnh viện công, lương hèo quá nên phải làm thêm. Thưa quý vị, lương thấp, cuộc sống vất vả nên nhiều bác sĩ không thể chuyên tâm công tác tại bệnh viện công. Họ buộc phải làm thêm ở ngoài mới đủ sống và tiếp tục bám trụ với nghề. Đói thì đầu gối cũng phải bò, từ làm thêm phòng mạch đến bán hàng online, công việc nào có thể kiếm thêm thu nhập tôi đều làm, miễn là không vi phạm pháp luật, không trái đạo đức. Thưa quý vị, đó là lời bộc bạch của nữ bác sĩ 31 tuổi đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa Tuyến huyện, khu vực miền Trung. Nữ bác sĩ cho biết, làm ở bệnh viện công dù vất vả, lương thấp nhưng bù lại là nâng cao tay nghề rất nhanh. Lý do là thường xuyên chữa trị cho bệnh nhân với rất nhiều dạng bệnh, cả đơn giản và chuyên sâu. Nhưng tiếc rằng làm quần quật, áp lực cao, rất dễ bị xúc phạm nhưng lương hẻo quá nên phải làm thêm. Tôi cũng muốn chuyên tâm làm việc ở bệnh viện rồi dành thời gian nghỉ ngơi. Nhưng với mức lương và đãi ngộ thấp như hiện nay, tôi không thể nuôi con ăn học, không đủ trang trải cuộc sống. Nhưng tôi không đủ can đảm nghỉ việc vì tiếc công sức tiền bạc đã bỏ ra nên quyết tâm làm tiếp. Tôi vẫn hy vọng sẽ có mức lương tốt hơn trong tương lai. Hiện tại, ngoài giờ làm và trực, tôi nhận tiêm, truyền cho bệnh nhân quanh nhà. Ngoài ra, bán thêm hoa quả rau củ trên mạng để có thêm thu nhập. Thật sự vất vả, nhưng đói thì đầu gối cũng phải bò. Nữ bác sĩ này tâm sự. Chia sẻ về câu chuyện của mình, Lương Quốc Thái là sinh viên trường Đại học Y Hà Nội cho biết gia đình khuyên em nên làm việc ở bệnh viện tư thay vì bệnh viện công như em đã dự định. Quốc Thái có tâm sự như sau. Bố mẹ em đều công tác tại cơ sở y tế công lập nên họ hiểu tất cả áp lực sẽ phải trải qua. Trước đây khi xác định theo con đường y khoa, em đã đặt mục tiêu sau khi ra trường sẽ làm tại bệnh viện công. Lời khuyên của gia đình khiến em băn khoăn suốt một thời gian dài. Sau khi chứng kiến nhiều người bỏ nghề, chuyển công tác vì đồng lương không đủ mưu sinh, cộng thêm lời khuyên của gia đình, nam sinh đã nghiêm túc suy nghĩ và định hướng lại con đường phía trước. Thái có tâm sự. Mục tiêu lớn nhất của em là có thể theo nghề và bám nghề. Hiện tại em đã nghiêng mục tiêu về làm việc ở bệnh viện tư. Còn Trương Hương Duyên là sinh viên trường Đại học Y Dược Đại học Thái Nguyên đã xác định rõ con đường sau khi ra trường là công tác ở bệnh viện tư. Em Hương Duyên có bộc bạch như sau. Bệnh viện công có nhiều ưu điểm để làm việc, tuy nhiên vấn đề quan trọng nhất là lương và chế độ đãi ngộ thấp, khiến những sinh viên mới ra trường rất khó để ổn định cuộc sống. Nếu công tác ở bệnh viện công, bố mẹ vẫn phải chu cấp thời gian đầu, kinh tế gia đình em không đáp ứng được điều đó. Nữ sinh cũng bộc bạch, môi trường ở nhiều bệnh viện tư rất trẻ trung, năng động, phù hợp với khả năng và định hướng phát triển của em, đặc biệt là chế độ lương và đãi ngộ giúp nhân viên y tế đảm bảo cuộc sống. Nữ sinh này có chia sẻ rõ hơn. Em đã học được cách nhìn vào thực tế để có sự lựa chọn phù hợp. Không ai có thể sống và cống hiến với chiếc bụng rỗng. Mình phải đảm bảo nhu cầu của cuộc sống mới có thể nghĩ đến việc phục vụ nhân dân và cống hiến cho xã hội. Dân khổ sở mua xăng, Bộ Công Thương, việc cây xăng đóng cửa không phổ biến. Kính thưa quý vị, Bộ Công Thương cho rằng hiện tượng cây xăng đóng cửa không phổ biến. Tuy nhiên, thống kê cho thấy tại Thành phố Hồ Chí Minh có 121 trên 550 cửa hàng tạm hết xăng và nơi khác ở phía Nam cũng trong tình trạng tương tự. Trong thông báo phát đi về tình hình xăng dầu cả nước vào tối 10 tháng 10, Bộ Công Thương khẳng định hiện tượng một số doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ xăng dầu xin đóng cửa hoặc tạm ngừng kinh doanh tập trung tại Thành phố Hồ Chí Minh, An Giang, Bình Phước, Đắk Lắk không phải phổ biến. Cơ quan này dẫn chứng có hơn 100 cửa hàng đóng cửa trong tổng số 17.000 cửa hàng đang hoạt động. Tính đến 17 giờ ngày 10 tháng 10, trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có 3 trên 550 cửa hàng đóng cửa, chiếm 0,54%, có 121 trên 550 cửa hàng tạm hết mặt hàng xăng, chiếm 20%. Một số doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu quy mô lớn gặp khó khăn trong việc bảo đảm nguồn cung và đã được Bộ Công Thương chỉ đạo hỗ trợ giải quyết khó khăn. Tại Bình Phước, đến ngày 10 tháng 10, có 27 trên 415 cửa hàng bán lẻ xăng dầu dừng hoạt động, chiếm 6,5%. 23 cửa hàng hết xăng còn dầu, 2 cửa hàng hết dầu còn xăng, tương ứng là chiếm 5% và 0,48%.
tại An Giang, theo báo cáo có 30 trên 559 cửa hàng vẫn mở cửa bán hàng nhưng không có xăng để bán, chiếm 5%. Nguyên nhân do giao thông đi lại khó khăn nên các thương nhân kinh doanh xăng dầu cung cấp hàng chậm hoặc do chiết khấu thấp nên các đại lý ngừng lấy hàng. Tại Hậu Giang, trên địa bàn tỉnh có 21 trên 211 cửa hàng bán lẻ xăng dầu hết xăng dầu, chiếm 9%, 7 cửa hàng bán lẻ xăng dầu hết xăng, còn dầu, chiếm 3% và có một số thương nhân đang gặp khó khăn do không mua được hàng từ các đầu mối xăng dầu để cung cấp cho hệ thống. Tại Đắk Lắk, theo báo cáo cập nhật, trên địa bàn tỉnh có 9 trên 475 cửa hàng tạm dừng, hoạt động do hết xăng dầu, chiếm 1%, 15 cửa hàng vẫn hoạt động nhưng hết xăng hoặc dầu. Trước tình hình trên, Bộ Công Thương cho biết đã đề nghị các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu trên nỗ lực tìm nguồn hàng để cung ứng xăng dầu cho các cửa hàng, đại lý bán lẻ trên địa bàn các tỉnh. Cùng với đó, lực lượng quản lý thị trường tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trên địa bàn, đầu mối là Sở Công Thương, tăng cường kiểm tra kiểm soát thị trường một cách chặt chẽ ở khâu bán lẻ và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định. Bộ Công Thương khẳng định, dù có sự thiếu hụt xăng dầu cục bộ tại một số cửa hàng của thương nhân đầu mối gây gián đoạn hoạt động kinh doanh, song tồn kho xăng dầu của các doanh nghiệp vẫn cơ bản đáp ứng đủ cho nhu cầu tiêu dùng xăng dầu trong nước. Nguồn cung xăng dầu cũng vẫn tiếp tục được bổ sung từ nguồn nhập khẩu và mua trong nước. Bộ Công Thương dẫn chứng, Petrolimex tồn kho đến ngày 8 tháng 10 là khoảng 489.000 mét khối, gồm 208.000 mét khối xăng và 280.000 mét khối dầu. PVOI còn khoảng 230.000 mét khối, công ty xăng dầu quân đội còn khoảng 19.000 mét khối, Sài Gòn Petro còn khoảng 11.000 mét khối, Betimex Đồng Tháp còn khoảng 45.000 mét khối, Thành Lễ còn khoảng 60.000 mét khối. Qua trao đổi, các doanh nghiệp cam kết vẫn đang tiếp tục nỗ lực nhập hàng để đảm bảo cung ứng xăng dầu cho các cửa hàng thuộc hệ thống phân phối của mình. Bộ Công Thương cho biết, từ tối 9 tháng 10, theo ghi nhận của dân trí, hàng loạt cây xăng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh để bảng thông báo hết xăng và đóng cửa từ rất sớm. Đến sáng 10 tháng 10, hàng trăm người dân bắt đầu đứng xếp hàng dài từ ngoài đường và tận trụ xăng để chờ đổ xăng. Có người phải chờ gần một tiếng mới đến lượt, có người thậm chí là phải rời đi vì hết hàng.